chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Câu chuyện của Landon Whitley thật sự là một điều khó tin. Một tai nạn khủng khiếp đã đưa cậu bé đến bờ vực của cái chết, nhưng thay vì rơi vào bóng tối, Landon lại thấy mình ở một thế giới vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Trong không gian kỳ lạ và huyền bí này, cậu bé nhận được một thông điệp sẽ thay đổi cuộc đời của cậu và của chúng ta mãi mãi. Vậy, Landon đã gặp ai trong thế giới thiên đàng kỳ lạ đó? Hãy cùng chúng tôi khám phá câu chuyện về cậu bé đã trở về từ cõi chết và những điều mà cậu tiết lộ về Chúa Giêsu, điều khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Tai nạn và trải nghiệm cận tử. Trước khi kể về những điều Landon tiết lộ về Chúa Giêsu, hãy tìm hiểu về cậu bé đã trở về từ cõi chết này. Vào một buổi sáng Chủ nhật yên bình tháng 10 năm 1997, gia đình Whitley vừa rời khỏi nhà thờ, lái xe trên những con đường yên ả trong chiếc Pontiac Sunfire. Landon lúc ấy chỉ mới 8 tuổi, ngồi yên ở ghế sau, còn bố mẹ cậu, Julie và Andy, đang lái xe. Chuyến đi về nhà tưởng chừng như bình thường ấy lại sắp trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời họ. Khi họ băng qua một ngã tư ở Min Hill, cuộc sống của họ bỗng chốc tan vỡ bởi tiếng còi hú vang và tiếng kim loại va chạm. Một chiếc xe cứu thương, dù không đang trong tình trạng khẩn cấp, đã đâm thẳng vào xe của họ. Andy, bố của Landon, chịu cú va chạm mạnh nhất và mất mạng ngay tại chỗ. Julie và Landon thì bị thương nặng. Julie không chỉ bị tổn thương thể xác với xương sườn gãy, phổi bị xẹp và chấn động não, mà còn phải đối mặt với nỗi đau mất đi người bạn đời. Giữa đống kim loại vỡ nát và kính vỡ, đội cứu hộ tìm thấy Landon trong trạng thái bất tỉnh. Tình trạng của cậu bé nguy kịch đến mức đã được tuyên bố tử vong 3 lần, một lần tại hiện trường, một lần trên đường đến bệnh viện và lần nữa tại trung tâm y tế Carolina. Thế nhưng, mỗi lần Landon đều được hồi sinh một cách kỳ diệu. Trong những khoảnh khắc đó, Landon đã trải nghiệm một điều phi thường. Cậu bé mô tả những trải nghiệm sống động về việc thăm viếng thiên đường, nơi cậu bước đi trên những con đường lát vàng. Cậu gặp gỡ những nhân vật thần thánh, bao gồm Chúa Giêsu và các thiên thần. Điều đáng kinh ngạc là Landon cũng gặp lại cha mình và hai người anh chị em đã mất do sẩy thai. Những trải nghiệm sâu sắc này đã hình thành nên sự hiểu biết của Landon về sự sống và cái chết, nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Sự hồi phục và tăng trưởng tinh thần. Quá trình hồi phục thể chất của Landon rất đau đớn và gian nan. Đầu của cậu bé hiện chứa 23 tấm kim loại và mũi đã phải tái tạo lại từ xương của hộp sọ. Landon mất khả năng nhìn bằng mắt trái, nhưng những vết sẹo thể xác đó chẳng thể so sánh với sự phát triển tinh thần và cảm xúc mà cậu đã trải qua. Mẹ của cậu, Julie Kemp, đã biến nỗi đau và quá trình hồi phục của mình thành một cuốn sách, ghi lại hành trình của gia đình qua mất mát và sự chữa lành, xen kẽ với những câu chuyện kỳ diệu về trải nghiệm cận tử của con trai mình. Thông qua cuốn sách, Julie mong muốn mang đến sức mạnh và hy vọng cho những người khác đang đối diện với bi kịch tương tự, nhấn mạnh vào sự kiên cường và sự ủng hộ mà bà đã tìm thấy trong niềm tin tôn giáo của mình. Ngày nay, Landon sống một cuộc đời khá bình dị so với những trải nghiệm phi thường mà cậu đã có.
câu chuyện của Landon không chỉ là về sự sống sót, mà còn là về sức mạnh biến đổi của niềm tin và bí ẩn về những gì nằm bên kia cuộc sống. Những hiểu biết mà Landon thu được từ trải nghiệm cận tử của mình đem lại một góc nhìn độc đáo về sự tồn tại và thế giới sau cái chết, thách thức sự hiểu biết của chúng ta về cả hai điều này. Hành trình của Julie qua nỗi đau và hy vọng. Khi nói về những người mẹ, có một tinh thần bất khuất dường như luôn trỗi dậy trước nghịch cảnh, một loại sức mạnh sâu sắc và cảm động. Julie Whitley chính là hiện thân của tinh thần này. Hành trình của bà qua những khó khăn sau tai nạn thảm khốc đã đe dọa mạng sống của con trai Landon và cướp đi chồng bà, Andy, đã thể hiện sức mạnh phi thường của tình mẫu tử và niềm tin sâu sắc. Như đã đề cập, vào mùa thu năm 1997, cuộc đời của Julie đã thay đổi hoàn toàn. Chuyến đi về nhà sau buổi lễ tại nhà thờ của gia đình bà đã kết thúc trong bi kịch khi xe của họ bị một xe cứu thương đâm vào tại ngã tư. Andy mất mạng ngay lập tức, còn Landon, khi đó chỉ mới 8 tuổi, phải chiến đấu với những chấn thương não nghiêm trọng. Chỉ trong chớp mắt, Julie trở thành quả phụ và là người duy nhất chăm sóc một đứa trẻ đang nguy kịch. Các bác sĩ không lạc quan về khả năng hồi phục của Landon, cảnh báo rằng cơ hội để cậu bé hồi phục ý nghĩa là rất thấp. Họ vẽ ra một viễn cảnh nơi Landon có thể sẽ mãi mãi bị tổn thương về nhận thức, không thể đi lại, nói chuyện hay tự nuôi dưỡng bản thân. Dù những dự đoán đen tối như vậy, quyết tâm của Julie không hề lay chuyển. Con trai bà là tất cả đối với bà và bà sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức có thể xảy ra. Julie sau này sẽ nhớ lại những ngày tối tăm đó rằng Landon là tất cả những gì bà có. Sự kiên định của bà là ngọn đuốc dẫn dắt Landon qua hàng loạt cuộc phẫu thuật và các buổi hồi phục chức năng. Tình yêu và sự tận tụy của Julie là không ngừng, là minh chứng cho sức mạnh của tình mẫu tử. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của Julie không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc thể chất cho con trai bà. Bà cũng phải đối mặt với nỗi đau mất mát và xung đột tinh thần sâu sắc. Sự sống sót của Landon là một tia hy vọng trong thời điểm tăm tối, nhưng sự mất mát của chồng và tương lai bất định đã đè nặng lên trái tim bà. Julie trải qua một loạt cảm xúc từ giận dữ, hoài nghi đến niềm tin sâu sắc, vừa bị thử thách vừa được củng cố sau tai nạn. Tại đám tang của Andy, nỗi đau của Julie là hiện hữu. Bà đấu tranh với niềm tin của mình, tự hỏi tại sao bi kịch như vậy lại xảy ra và tại sao nếu có sự can thiệp của thần thánh trên đời, điều đó lại không cứu rỗi gia đình bà. Bà thừa nhận rằng bà rất giận dữ và tan vỡ. Giữa những nghi lễ tang lễ, bà vừa trách móc vừa cầu nguyện với Chúa. Niềm tin, một phần không thể thiếu trong con người bà, đã bị thử thách như chưa bao giờ trước đây. Nhưng cũng chính niềm tin đó đã nuôi dưỡng bà, một nghịch lý mà nhiều người từng trải qua mất mát có thể hiểu được. Trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất, chính những lời cầu nguyện và hy vọng rằng Landon sẽ vượt qua những dự đoán tiêu cực đã giữ Julie tiếp tục. Nhưng bà không đi một mình trong tất cả những điều này. Cộng đồng xung quanh, bao gồm nhà thờ và bạn bè, đã tập hợp để hỗ trợ bà, cầu nguyện, giúp đỡ và an ủi. Mạng lưới hỗ trợ này là vô cùng quan trọng, giúp bà điều hướng những phức tạp của việc làm mẹ đơn thân và những thách thức pháp lý, y tế sau tai nạn. Theo thời gian, quan điểm của Julie dần thay đổi khi Landon từ từ tiến bộ, vượt qua nhiều dự đoán ban đầu. Niềm tin của Julie dần được phục hồi. Bà nhìn nhận sự phục hồi của con trai mình không chỉ là một chiến thắng y học mà còn là một dấu hiệu tâm linh. Những hồi tưởng của Landon về các tầm nhìn thiên đường trong trải nghiệm cận tử đã đem lại một chiều kích mới trong sự hiểu biết của Julie về sự sống và cái chết, mang lại cho bà cảm giác bình yên và mục đích. Ngày nay, Julie chia sẻ câu chuyện của mình với người khác, không chỉ như một câu chuyện về sự sống sót mà còn là một thông điệp về hy vọng. Bà đã viết một cuốn sách ghi lại thử thách của gia đình, cung cấp những cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của niềm tin và sự kiên cường của tinh thần con người.
câu chuyện của bà là ngọn đuốc soi sáng cho những ai đã trải qua những mất mát tương tự, truyền cảm hứng và động viên họ tiếp tục hành trình của mình. Những người đối mặt với thử thách, dù là về thể chất, cảm xúc hay tinh thần, đều nhận thấy sức mạnh của cầu nguyện. Đối với Julie, niềm tin và sự chữa lành thông qua cầu nguyện là điều không thể thiếu. Đặc biệt sau vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi mạng sống của chồng cô và suýt nữa đã cướp đi mạng sống của con trai cô, Landon. Trong khi cậu bé nằm hôn mê sâu trong 2 tuần, Julie tìm thấy sự an ủi và bình an trong cầu nguyện. Cô tin rằng sự can thiệp của Chúa đã đóng vai trò quan trọng trong việc Landon tỉnh lại mà không bị tổn thương não bộ, điều mà các bác sĩ đã lo ngại. Julie luôn duy trì niềm tin mạnh mẽ và mối liên kết tinh thần sâu sắc của mình, một sợi dây cứu sinh trong những giờ phút đen tối nhất. Khi Landon nằm bất động, được bao quanh bởi tiếng ồn lạnh lẽo của các thiết bị y tế, Julie liên tục cầu nguyện. Lời cầu nguyện của cô hòa lẫn với âm thanh của các thiết bị, trở thành một giai điệu cầu xin cho sự hồi phục của con trai. Khoảnh khắc Landon mở mắt, không bị ảnh hưởng bởi tổn thương não bộ, là một minh chứng sâu sắc cho Julie rằng những lời cầu nguyện của cô đã được đáp lại. Một phép lạ củng cố thêm niềm tin của cô vào sự hiện diện nhân từ, luôn lắng nghe và phản hồi. Tuy nhiên, cùng với niềm vui khi con trai hồi phục, Julie phải đối mặt với một thử thách đau lòng khác, việc thông báo cho Landon về cái chết của cha cậu. Đây là một cuộc trò chuyện mà cô đã rất sợ hãi, trái ngược hoàn toàn với niềm vui từ việc cậu bé hồi phục. Landon lúc này vẫn còn yếu đuối và bọc trong những giải băng che giấu các vết sẹo của tai nạn, chưa phải đối mặt với những vết thương cảm xúc mà cậu sẽ phải chịu đựng. Julie tiếp cận nhiệm vụ khó khăn này bằng sự ấm áp và can đảm của một người mẹ, tin rằng niềm tin đã giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này sẽ tiếp tục dẫn dắt họ qua nỗi đau mất mát. Lời giải thích nhẹ nhàng của Julie dành cho Landon chứa đựng sự đồng cảm và sức mạnh giống như những lời cầu nguyện của cô. Đối với Julie, đây là một bằng chứng khác về sức mạnh của niềm tin. Không chỉ đưa con trai cô trở về từ cõi chết, niềm tin còn mang lại cho cô dũng khí để hỗ trợ Landon vượt qua quá trình đau buồn. Trong một lần Julie cố gắng chuẩn bị tinh thần cho Landon, cô hỏi con về những giấc mơ của mình, hy vọng rằng điều này sẽ giúp cô dẫn dắt cậu bé đối mặt với sự thật một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, những gì Landon tiết lộ về Chúa Giêsu sau khi cậu trở về từ cõi chết đã khiến tất cả mọi người sửng sốt. Landon với sự rõ ràng hiếm thấy ở một đứa trẻ, bắt đầu mô tả những cuộc gặp gỡ sống động với các thực thể thần thánh và những khung cảnh thiên đường mà cậu khẳng định đã đến trong thời gian hôn mê. Landon kể về hành trình qua một nơi mà cậu tin chắc là thiên đàng, nơi cậu đi dọc theo những con đường lấp lánh vàng rực và gặp những thực thể phát sáng. Cậu nhận ra họ là các thiên thần. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là cậu bé nói về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Lời mô tả của Landon về Chúa Giêsu rất chi tiết và sâu sắc, khiến những người nghe không khỏi kinh ngạc. Cậu bé nói với giọng điềm tĩnh, đầy sự khôn ngoan vượt xa tuổi tác của mình, rằng cậu được bảo rằng chưa đến thời điểm của mình và rằng cậu còn một kế hoạch lớn đang chờ phía trước. Phòng bệnh, nơi thường vang lên những âm thanh đơn điệu của các thiết bị y tế, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, ngập tràn sự im lặng nặng nề khi Landon mô tả trải nghiệm của mình. Y tá trưởng, người thường rất hoài nghi về những câu chuyện như vậy, cũng bắt đầu suy nghĩ lại. Các bác sĩ của Landon cũng không kém phần kinh ngạc, chỉ biết trao đổi những cái nhìn đầy bối rối khi họ suy ngẫm về ý nghĩa của những trải nghiệm sống động mà cậu bé chia sẻ. Landon tiếp tục kể rằng trong những cuộc gặp gỡ thiên đàng của mình, cậu đã gặp 2 người anh chị em mà cậu chưa từng biết đến. Đó là những người mẹ cậu đã sẩy thai. Sự tiết lộ này đặc biệt gây chấn động cho Julie, người chưa bao giờ kể cho Landon về những mất mát này. Chi tiết này càng làm tăng thêm tính xác thực rợn người cho những gì Landon nói, vì cậu bé đã mô tả những người mà cậu không thể biết đến theo cách thông thường.
Julie đối mặt với những tiết lộ phi thường của con trai mình, cảm thấy mình đang đứng giữa ngã tư cảm xúc. Mặc dù niềm vui khi có con trai trở lại là rất lớn, nhưng chiều sâu của những trải nghiệm mà cậu bé trải qua và những hàm ý tinh thần từ đó đã thử thách sự hiểu biết của cô về niềm tin của họ. Sự chắc chắn của Landon về việc gặp Chúa Giêsu và nhận được một sứ mệnh đã làm thay đổi cuộc sống của họ. Cậu bé bày tỏ mục đích sống mới, khẳng định rằng cậu đang sống theo một kế hoạch thần thánh, dành để lan tỏa hy vọng và niềm tin dựa trên những trải nghiệm sâu sắc mà mình đã trải qua. Khi suy ngẫm về những sự kiện này, quan điểm của Julie về sự bảo vệ thiêng liêng trong vụ tai nạn cũng thay đổi. Ban đầu, cô bị dày vò bởi câu hỏi tại sao một thiên thần không đến cứu chồng mình, nhưng dần dần, cô nhìn nhận việc Landon sống sót và cuộc hành trình tâm linh của cậu bé như một dấu hiệu cho thấy có một kế hoạch lớn hơn đang hoạt động, có thể được dẫn dắt bởi những thực thể thiêng liêng vô hình. Niềm tin của cô, ban đầu bị lung lay sâu sắc, bắt đầu được tái cấu trúc xung quanh niềm tin rằng họ đang sống một câu chuyện được viết bởi một quyền năng cao hơn. Câu chuyện của Landon, được mẹ cậu chia sẻ công khai qua những buổi nói chuyện và một cuốn sách, đã bắt đầu gây tiếng vang với những người khác cũng đang đối mặt với thử thách của riêng mình. Những người bị cuốn hút bởi câu chuyện không chỉ là những người tò mò về các trải nghiệm cận tử, mà còn là những người tìm kiếm sự an ủi trong khả năng tồn tại của một thế giới bên kia và một mục đích thiêng liêng. Những câu chuyện của Landon mang lại một cái nhìn hiếm hoi vào những bí ẩn vượt ra khỏi sự tồn tại trên trái đất, kết nối khoảng cách giữa đời sống trần gian và cõi vĩnh hằng của tâm linh. Nếu điều tương tự xảy ra với bạn, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đức tin chắc chắn sẽ trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, giống như đã trở thành với Julie và con trai cô, Landon, sau khi họ sống sót qua một sự kiện thảm khốc. Cuộc sống của họ đã mãi mãi thay đổi vào một ngày định mệnh, đưa họ đi trên con đường lan tỏa hy vọng và đức tin dựa trên những trải nghiệm sâu sắc mà họ đã trải qua. Julie tìm thấy niềm vui và ý nghĩa lớn lao trong việc chứng kiến Landon chia sẻ câu chuyện của mình. Cô giải thích rằng thật là một phước lành to lớn khi thấy con trai mình truyền cảm hứng cho người khác bằng câu chuyện về thiên đàng. Dù phải đối mặt với những chấn thương nghiêm trọng và những thách thức hàng ngày, bao gồm 23 tấm kim loại trong đầu và mất một phần thị lực, Landon vẫn sống một cuộc sống mà nhiều người sẽ coi là bình thường trong những hoàn cảnh phi thường. Sự kiên cường của Landon và sự hỗ trợ của mẹ đã biến hành trình đau khổ của họ thành một sứ mệnh nhằm củng cố đức tin cho người khác. Họ cùng nhau đi du lịch, diễn thuyết và chia sẻ câu chuyện của mình tại nhiều hội đoàn và cuộc gặp gỡ khác nhau, nhấn mạnh về sự hiện hữu của thiên đàng, một nơi mà Landon khẳng định đã nhìn thấy tận mắt. Họ khuyến khích người khác hãy ôm ấp đức tin của mình một cách sâu sắc, sống ngay thẳng và tích cực truyền bá tin mừng. Thông điệp của họ rất rõ ràng, hãy sống một cuộc sống chuẩn bị cho những gì sẽ đến và giúp định hướng những người đang lạc lối. Cam kết của họ đối với đức tin và mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình phù hợp với những giáo lý rộng lớn hơn của Kitô giáo, kêu gọi người tín hữu chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giêsu Christ. Đây là một thông điệp vang vọng trong lòng nhiều người, củng cố nhu cầu về một cuộc sống dâng hiến cho sự phát triển tâm linh và hỗ trợ cộng đồng. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã bày tỏ rằng thiên đàng không chỉ là một nơi trốn, mà là một trạng thái tồn tại. Điều mà Landon và Julie muốn truyền đạt qua đức tin bền bỉ và sứ mạng truyền giáo của mình. Câu chuyện về thị kiến thiên thần của Landon Whitley đã khiến mọi người trên khắp thế giới say mê. Landon đã tham gia nhiều cuộc phỏng vấn và trong một cuộc phỏng vấn, anh đã kể lại một cách say đắm về những cuộc gặp gỡ với thiên thần trong những trải nghiệm cận tử của mình. Landon bắt đầu bằng cách mô tả các thiên thần mà anh đã thấy trong những chuyến thăm thiên đàng, nơi anh tin rằng mình đã đặt chân đến. Anh giải thích rằng các thiên thần được phủ trong những chiếc áo choàng tinh khiết như tuyết và đôi cánh của họ lớn, lông vũ và cực kỳ hùng vĩ,
không giống như bất kỳ thứ gì có thể tưởng tượng được. Họ di chuyển với sự duyên dáng như thể họ là một phần của không khí. Người phỏng vấn bị thu hút bởi hình ảnh sống động mà Landon miêu tả, đã đào sâu hơn và hỏi anh về những thiên thần đang nhảy múa và tung tăng mà anh đã đề cập. Landon giải thích rằng các thiên thần không chỉ trôi nổi quanh một cách nghiêm trang hay đứng gác, mà họ hoạt động đầy năng động và sống động, nhảy múa và vui mừng. Niềm vui của họ dường như không thể kiềm chế, tất cả là để ca ngợi Chúa, một lễ hội không ngừng để tôn vinh vinh quang của Ngài. Cuộc trò chuyện chuyển hướng khi người phỏng vấn hỏi về những nhân vật khác mà Landon có thể đã nhìn thấy. Cô ấy thắc mắc liệu mọi người ở đó có đôi cánh như các thiên thần không? Landon lắc đầu nhẹ nhàng, giải thích rằng không phải ai cũng có cánh. Thiên thần là những sinh vật đặc biệt với đôi cánh, nhưng khi anh nhìn thấy cha mình và những người khác, họ trông giống như trên trái đất, chỉ có điều là thanh thản và rực rỡ hơn, nhưng không có cánh. Người phỏng vấn gật đầu, thấu hiểu lời nói của anh trước khi hỏi về bầu không khí của những cuộc gặp gỡ đó và liệu niềm vui ấy có đi kèm với âm nhạc hay tiếng hát không. Landon dừng lại một nét mặt suy tư thoáng qua, và anh nói rằng anh không nhớ những giai điệu cụ thể hay nhạc cụ nào, không giống như những chiếc đàn hạc mà người ta có thể tưởng tượng. Anh giải thích rằng đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng bầu không khí đó tràn ngập một loại nhạc cảm nhận trong trái tim, một sự hòa hợp của niềm vui mà rất khó để diễn tả bằng lời. Cuộc thảo luận sau đó chuyển sang tác động sâu sắc của những trải nghiệm này. Người phỏng vấn, với sự tò mò chân thành, hỏi rằng việc chứng kiến niềm vui của các thiên thần đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Landon như thế nào và những hệ quả tinh thần và cảm xúc của trải nghiệm đó là gì. Landon thú nhận rằng trải nghiệm đó đã biến đổi anh. Biết rằng có một niềm vui và vẻ đẹp như vậy tồn tại đã thay đổi cách anh nhìn nhận thế giới, thắp lên một niềm hy vọng rằng những gì chúng ta làm ở đây đều có ý nghĩa. Anh cảm thấy rằng có một thế giới thuần khiết của niềm vui đang chờ đợi. Điều này khiến người ta muốn sống sao cho xứng đáng với nơi đó. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, thông điệp của Landon gửi đến khán giả thật chân thành và truyền cảm hứng. Anh muốn mọi người biết rằng thiên đàng và các thiên thần là có thật và niềm vui của họ vượt quá sự hiểu biết. Anh kêu gọi mọi người mang theo niềm hy vọng này, sống theo ánh sáng của nó và để nó dẫn dắt họ trong các mối quan hệ với người khác. Đức giáo hoàng Francisco cũng đã nói về cuộc sống sau khi chết. Gần đây, trong một buổi gặp mặt, Đức giáo hoàng đã đề cập đến những chủ đề liên quan đến cả người trẻ và người già, sự không thể tránh khỏi của cái chết và niềm tin Kitô giáo vào một cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng. Từ Vatican, Đức giáo hoàng đã đi sâu vào một chủ đề gắn kết toàn nhân loại, hành trình cuối cùng của cuộc sống và những gì nằm ở phía bên kia. Trong bài phát biểu của mình, Đức giáo hoàng Francisco đã nhắc đến sự kiện Đức Mẹ lên trời, một cột mốc quan trọng của đức tin Kitô giáo, kỷ niệm sự chuyển đổi của Đức Mẹ Maria lên thiên đàng cả hồn và xác. Ngài cho rằng sự kiện này không chỉ tôn vinh vai trò của Đức Mẹ mà còn soi sáng cho số phận của tất cả những người trung thành, sự sống đời đời trên thiên đàng. Khi đứng trước khán giả tại hội trường Phaolô VI, những lời nói của Ngài dường như kết nối giữa sự tồn tại trên trái đất và lời hứa thiêng liêng. Đức giáo hoàng, người đã cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi thể chất, đã dẫn dắt những chủ đề sâu sắc này từ chiếc xe lăn của mình, truyền tải một hình ảnh mạnh mẽ về sự mong manh và niềm tin bền vững. Ngài nhắc nhở thính giả rằng thời gian chúng ta trên trái đất chỉ là một khúc dạo đầu cho một sự tồn tại lớn lao hơn ở bên kia, giống như việc bước ra khỏi bụng mẹ vào một cõi sống mới. Giống như chúng ta được sinh ra vào thế giới này, chúng ta cũng sẽ được tái sinh vào thế giới kế tiếp, một sự tiếp nối tâm linh giữ lại bản chất và cá nhân của chúng ta. Trích dẫn từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Đức giáo hoàng nhắc lại rằng tạo vật đang rên xiết trong cơn đau đẻ.
tượng trưng cho những khó khăn và thử thách của cuộc sống mà cuối cùng sẽ dẫn đến sự giải thoát biến đổi vào cuộc sống sau khi chết. Ẩn dụ này bao quát niềm hy vọng của Kitô giáo về sự cứu rỗi qua Chúa Kitô, đấng mà theo lời Đức Giáo Hoàng đã chuẩn bị một nơi cho chúng ta trong thiên đàng. Đức Giáo Hoàng Francisco đã vẽ lên một bức tranh về cuộc sống sau khi chết không chỉ là sự tiếp nối mà còn là sự nâng cao sự tồn tại. Ngài hình dung nó như một buổi tiệc cưới sống động, nơi niềm vui và tình thân hữu chiếm ưu thế. Buổi hội họp thiên đàng này, Ngài cho rằng không phải là một phiên tòa trang nghiêm mà là một buổi tụ họp sôi nổi tràn đầy tình yêu, sự nhận biết và tình bạn, những phẩm chất ngày càng sâu sắc và trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta già đi. Đối với những người cao tuổi, thông điệp của Đức Giáo Hoàng đặc biệt xúc động. Ngài nói trực tiếp với những người già, thừa nhận rằng những năm cuối đời có thể làm nổi bật rõ ràng những khía cạnh nhỏ nhưng quan trọng của cuộc sống. Một lời nói tử tế, một ký ức được chia sẻ, một cử chỉ yêu thương. Ngài ngụ ý rằng những điều này là sự dự báo của bữa tiệc thiên đàng, nơi những trải nghiệm tốt đẹp nhất của chúng ta trên trái đất sẽ được thanh lọc và trở nên vĩ đại hơn. Đức Giáo Hoàng Francisco kết thúc bài phát biểu của mình với một tầm nhìn hấp dẫn về sự phục sinh, nơi cuộc sống không kết thúc mà được biến đổi. Cho rằng sự tồn tại hiện tại của chúng ta chỉ là một hạt giống phải chết để nở rộ một cách ngoạn mục trong cuộc sống sau khi chết. Ngài trấn an thính giả rằng bất kỳ thử thách và nỗi đau nào chúng ta phải chịu đựng ở đây đều chỉ là những cơn đau đẻ của một sự tồn tại mới, vinh quang hơn. Tiếp theo là lời Chúa dành cho bạn hôm nay. Con của cha, cha yêu con. Tình yêu này không thoáng qua mà là vĩnh cửu, hôm nay và mãi mãi. Cha yêu con ngay cả trong những khoảnh khắc nghi ngờ hay đau khổ. Tình yêu của cha vẫn kiên định. Đừng trao trái tim con cho những người không coi trọng hay đối xử tệ bạc với tình cảm của con. Hãy để cha làm chủ trái tim con và con sẽ tìm thấy bình yên. Cha biết những đêm của con thấm đầy nước mắt, hãy đến với cha để tìm bình yên, tình yêu và sự nghỉ ngơi. Ngay cả khi con vấp ngã, cha sẽ không quay lưng với con. Cha trân trọng con và chấp nhận con mãi mãi. Con thuộc về cha, đừng trì hoãn việc trở về trong vòng tay cha. Hãy giữ vững những gì cha đã ban cho con. Cha có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng con chưa sẵn sàng để gánh hết tất cả. Cha thật lòng mong muốn con đến gần cha. Cha ở đây chờ đón con trong vòng tay yêu thương của cha. Tình yêu của cha dành cho con sẽ không bao giờ lay chuyển. Cuộc sống của con đang thay đổi vì cha đang can thiệp vào nó một cách kỳ diệu. Sớm thôi, con sẽ nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình con đường dẫn đến tự do khỏi sự đau khổ của con. Cha không phải là ảo ảnh, con biết rõ cha. Hãy gạt bỏ những nghi ngờ. Trong mỗi giờ tối tăm, cha đã ở bên con, dẫn dắt con trở lại ánh sáng của sự sống. Dù những năm tháng đầu đời của con đầy xáo trộn, từ khi cha bước vào cuộc sống của con, mọi thứ đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Hãy để ngọn lửa trong trái tim con xác nhận điều này. Giấc mơ cha gieo trong con đang nở rộ, con là cả rễ và cành của nó. Nó sẽ che chở và nuôi dưỡng không chỉ con mà cả những người con yêu thương. Hãy nắm chặt sự sống mà cha ban cho con. Chuẩn bị bản thân cho những điều lớn lao hơn, vì cha có những kế hoạch sẽ biến đổi con hoàn toàn. Ngay cả khi con vấp ngã, cha chưa bao giờ bỏ rơi con. Những ngày mới đang đến và con sẽ sớm hát vang trong niềm vui trở lại. Con sẽ tìm thấy điều kỳ diệu mà con tìm kiếm. Hãy tuyên bố niềm tin của con vào cha một lần nữa và cha sẽ hân hoan đón nhận. Con của cha, đừng sợ những thử thách con đang đối mặt. Cha đang chuẩn bị con qua những thử thách này để nhận những phước lành lớn lao hơn. Cha biết nỗi đau và sự chịu đựng của con. Qua những đêm tối nhất, linh hồn của cha mang lại bình yên cho linh hồn con và sự an ủi cho trái tim khao khát của con. Khi con cảm thấy cha xa cách hoặc không hài lòng, hãy tạm dừng và suy ngẫm về hành trình của chúng ta cùng nhau.
nó không phải là vì lợi ích của con sao? Tất cả những gì cha đã làm từ khoảnh khắc đầu tiên cha nhìn thấy và yêu thương con đều không phải vô ích. Tất cả những gì cha đã ban cho con đều quý giá. Hãy kiên nhẫn với bản thân và nhận lấy sự bình yên của cha. Đây là nơi cha hiện diện, nơi mọi thứ con có đang phát triển và nhân lên. Sớm thôi, nỗi buồn của con sẽ chấm dứt và những nhu cầu của con sẽ được đáp ứng. Hãy chờ đợi và nhìn xem. Đừng sợ hãi hay lo lắng. Cha ở cùng con. Cha là Chúa của con. Cha sẽ ban sức mạnh và nâng đỡ con. Cha sẽ bảo vệ con khỏi điều ác. Tương lai của con sẽ không lặp lại những đau đớn của quá khứ. Đã đến lúc những vết thương của con được chữa lành. Con sẽ tiến về phía trước, mang theo chỉ những bài học từ quá khứ. Hãy nghỉ ngơi trong vòng tay cha khi con yếu đuối và khóc mà không ngần ngại. Hãy đến với cha với trái tim rộng mở. Cha hiểu những khó khăn của con mà không trách móc. Con chân thành và tốt bụng dù đã bị tổn thương bởi những người bỏ rơi con. Con đã trao yêu thương ngay cả khi con không còn gì để cho. Hãy lắng nghe cha bây giờ và tin vào lời của cha. Những đau khổ trong quá khứ sẽ không trở lại. Hãy đặt trọn niềm tin vào cha và cha sẽ dẫn dắt con trên con đường tốt đẹp hơn. Cha ở đây, con có thể nói bất cứ điều gì với cha. Hãy nói chuyện với cha khi con buồn bực và khóc trong vòng tay cha. Hãy cẩn thận khi chia sẻ những bí mật với những người không đáng tin cậy, những người tuyên bố yêu con nhưng có thể phản bội con. Con của cha, hãy đón nhận lời cha để con có thể biết cha nhiều hơn. Một giai đoạn mới của cuộc đời con đang mở ra, sáng rực như ánh nắng và không còn những đau khổ trong quá khứ. Khi con khóc, đó sẽ là vì nhìn thấy những lời hứa của cha được thực hiện. Khi con lắng nghe trong sự tĩnh lặng, hãy nhận biết rằng cha đang ở đây. Cha thì thầm qua thánh linh của cha, thổi sự sống, tình yêu và hy vọng vào con cả ngày lẫn đêm. Cha nuôi dưỡng con bằng sự thật. Cha khích lệ con, nói rằng cha đang làm việc trong cuộc sống của con. Hãy chạy cùng cha trong cuộc đua này và cha sẽ ban cho con chiến thắng. Con là một nhà vô địch, một chiến binh, một kẻ chinh phục, một người vượt qua. Cha ban sức mạnh và năng lượng cho con để chạy và cha ở bên con trong từng bước đi. Cha nghe thấy tiếng khóc của con và đáp lại. Cha nhìn thấy con trong những giờ sớm mai khi con tìm kiếm cha, mắt mở nói rằng cha ơi, con tin tưởng. Con biết rằng ngài ở đó, con cúi đầu nhưng vẫn dũng cảm đưa ra yêu cầu, chắc chắn về tình yêu và sự đáp lại của cha. Trái tim cha mở rộng vì con, ngay cả khi con yếu đuối, con vẫn dịu dàng và sáng rực như ngọn lửa. Hãy yên tĩnh trong tâm hồn con vì cha sẽ sớm xuất hiện. Đừng chờ đợi thiên đàng để biết vinh quang của cha. Con là con của cha bây giờ và sẽ làm những công việc kỳ diệu qua sự cống hiến của con cho cha. Hãy tiếp tục tiến lên, người yêu dấu của cha, vì cha hào phóng và cha cung cấp mọi thứ. Hãy đến và nhận chúng. Những lời cầu nguyện và lòng dũng cảm của con mang lại tất cả các phước lành. Hãy trân trọng cuộc sống con đã được ban. Cha ban cho con một trái tim mạnh mẽ. Đừng lùi bước. Hãy cầu nguyện nhiệt thành, làm việc trung thực và luôn trung thành. Hãy trao trái tim và tình yêu của con cho cha và cha sẽ đảm bảo rằng con có tất cả những gì con mong muốn. Hãy lắng nghe cha hàng ngày, mở rộng tinh thần của con để đón nhận niềm tin và hy vọng để kẻ thù không thể làm con nản lòng bằng sự tuyệt vọng. Không ai có thể vượt qua cha. Những cuộc tấn công của kẻ thù không thể thực sự làm hại con. Cha muốn con thật sự biết con là ai, vượt xa những giả dối mà người khác đặt lên con. Con tìm thấy sự can đảm trong những thử thách của cuộc sống. Con là một tảng đá, tuân theo các mệnh lệnh của cha. Hãy bảo vệ những điều này hơn là những lời nói hoặc cảm xúc đơn thuần. Luôn nghĩ về cha, cha của con. Hãy mở mắt và nhìn thấy cha. Mở trai và nghe tiếng của cha, mở vòng tay và cha sẽ đến gần. Hãy tin tưởng cha như một đứa trẻ ngủ yên,
biết rằng người bảo vệ sẽ cung cấp. Hãy mang đến cho cha niềm tin của con, điều quý giá nhất. Hãy lắng nghe, đón nhận những lời này từ trái tim cha đến trái tim con. Nhắm mắt lại và tin tưởng. Hãy đón nhận tình yêu dịu dàng này đang bao bọc trái tim con. Khi thế giới đầy lo âu và thất vọng, còn có một Chúa yêu thương con và chờ đón con với vòng tay mở rộng để đón con về nhà. Cha đã chọn con vì trái tim đơn thuần của con. Dù con đã nghe nhiều điều nhưng con không xa rời cha. Con biết rằng không nơi nào khác con sẽ tìm thấy tình yêu vô điều kiện, hy vọng và chào đón như thế. Hãy giữ vững đức tin của con, cầu nguyện với cha hàng ngày và dành thời gian trong cuộc sống bận rộn của con để ngồi với cha trong yên tĩnh. Những gì con gieo cùng cha sẽ gặt hái gấp ngàn lần. Cha sắp làm những điều vĩ đại trong cuộc đời con, vượt xa những gì con đã mơ tưởng. Cha đang dẫn dắt con đến những nơi mà trái tim con chỉ có thể tưởng tượng, mở ra những cánh cửa mà con nghĩ đã mãi mãi đóng lại. Những lời và lời hứa của cha là chân thật. Ngày qua ngày, cha nghe những lời cầu nguyện của con và đức tin trong lời nói của con. Cha yêu con sâu sắc và sẽ ban phước cho con cho đến khi không còn nước mắt của thất vọng. Hãy đứng bên cạnh cha và nhìn về chân trời. Hãy nói với cha những giấc mơ của con, liệu con đã mất hết chúng chưa? Cha nhớ con khi còn là một đứa trẻ, nghĩ về những nơi con mơ ước được thấy. Ánh sáng đã tỏa sáng trong con nhưng theo thời gian nụ cười của con dần phai nhạt. Cha biết con đã được giao cho quá nhiều để mang và những người lẽ ra phải giúp đỡ con đã rời xa. Cha đã thấy con quay vào trong khi không có ai đấu tranh cho con, nhưng cha luôn ở đó, dõi theo và thắp sáng bóng tối của con, mang lại những tia sáng của một tương lai tốt đẹp hơn. Con biết rằng sự từ chối và khó khăn không định nghĩa con. Có điều gì đó thúc đẩy con tiến về phía trước, vượt qua các chướng ngại vật để tiến lên và mạo hiểm. Cuộc sống này và ngày mai là định mệnh của con để trưởng thành, đạt được, rời đi, trở lại và giúp đỡ nhiều người, bao gồm cả chính con. Cha đã biết điều này trước khi cha hình thành con. Đó là một quá trình tinh luyện chậm rãi, mở ra con như một bông hoa. Con đã chịu đựng những mùa khắc nghiệt nhưng tất cả đều là sự chuẩn bị. Con là đứa con yêu dấu của cha, được sinh ra để mang tin vui của cha đến cho người khác và an ủi những ai đau buồn. Khi con gọi, cha sẽ trả lời. Đừng sợ vì cha ở cùng con. Cha ràng buộc mình với lời nói của mình. Con đã hành xử trưởng thành, giữ bản thân luôn đáng kính và trưởng thành. Bây giờ con đã sẵn sàng bước vào một cõi tâm linh mới, nơi con sẽ dành cả ngày cho đến cuối những năm tháng của mình. Hãy tập trung vào con đường của con, không phải của người khác. Con có những giấc mơ, hãy tập trung vào chúng thay vì nhìn vào những giấc mơ của người khác thành hiện thực. Hãy để họ mơ nhưng con cũng phải mơ. Những nỗ lực của con sẽ không vô ích hay bị lãng quên. Con đã đi xa đến mức này không phải để quay lại. Cha đã mang con đến đây để thừa hưởng những phước lành hứa hẹn. Hy vọng của con sẽ được ban tặng và nhân lên. Con và gia đình của con sẽ được ban phước ngay cả khi người khác đối mặt với sự thiếu thốn và sợ hãi. Khi người khác than thở về sự nghèo khó của họ, con sẽ cảm ơn cha vì tất cả những gì cha đã ban cho con. Nhiều người tuyệt vọng khi thế giới của họ sụp đổ nhưng tâm trí con vẫn là mảnh đất màu mỡ khi con lắng nghe lời của cha. Cha đang gieo những hạt giống sẽ lớn lên thành những nhánh mới, đâm chồi và nở hoa với vô số hoa. Cửa thiên đàng đang rộng mở cho con sẽ cảm nhận tình yêu của cha trọn vẹn đến mức con sẽ không bao giờ còn như trước. Thất bại sẽ không còn là một phần của cuộc sống con hay những người gần gũi với con. Linh hồn của cha sẽ ở rất gần đến nỗi con sẽ chỉ tìm thấy bình yên và sức mạnh khi dựa vào cha và nghe lời của cha. Con sẽ vui mừng mỗi ngày bất kể hoàn cảnh. Con đứng kiên định, được thần linh truyền cảm hứng để tiếp tục hành trình của mình. Cánh tay con sẽ mạnh mẽ, đôi chân con nhanh nhẹn và những suy nghĩ mới sẽ lấp đầy tâm trí con khi con mở ra những cánh cửa mới trong cuộc sống.
hãy gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi. Con sẽ nói với giọng quyền uy và không ai có địa vị hay quyền lực nào có thể làm con bất an vì con được yêu thương bởi cha. Con sẽ mở rộng trái tim và phước lành sẽ chảy qua con như nước qua dây và những phép màu sẽ tràn ngập trong cuộc sống của con. Tất cả những điều khó khăn đã xảy ra với con sẽ không định nghĩa con. Tất cả những gì con đã mất sẽ được phục hồi, nhân lên và ban phước. Con được tạo ra để thành công. Con là người chiến thắng. Tình yêu của cha đã làm con trở thành một kẻ chinh phục. Khi mọi thứ đều mất và thậm chí hy vọng dường như đã biến mất, linh hồn của cha vẫn tiết lộ cho con lời hứa hùng vĩ của cha. Cha không chọn con để thất bại, con sinh ra để chiến thắng. Cha khao khát con khát khao cha nhiều hơn, biết cha đầy đủ hơn. Ít ai sẽ trao cho con tình yêu thuần khiết và rộng lớn như của cha. Nhiều người sẽ không hiểu nó và sẽ ghét bỏ nó, sẽ từ chối nó. Họ không tin rằng họ cũng được yêu thương và sự hoài nghi dẫn đến cô đơn và mất niềm tin ở người khác. Hãy đến với cha với trái tim mệt mỏi và đầy ước mơ của con. Đó là quyền và bản chất của cha để ban phước cho con. Niềm tin của con vào cha là thuần khiết, ý định của con đối với cha luôn tốt đẹp. Cha mong muốn hoàn thành những ý định cao quý mà con có đối với gia đình của mình. Cha sẽ giữ con khỏi sự nô lệ của các khoản nợ đè nặng. Hãy tin tưởng cha khi cha nói và trong các kế hoạch mà cha có cho con. Lời của cha là chắc chắn và an toàn và kế hoạch của cha là hòa bình và thịnh vượng. Những phước lành cha ban tặng là miễn phí, không phải để tích trữ mà dùng để làm phong phú cuộc sống của người khác. Những gì cha ban tặng nên được gieo như hạt giống, gieo ở nơi hạt giống nhân lên. Đừng giữ những hạt giống này cho riêng mình để chúng mục nát. Như một dòng sông của sự sống, hãy để chúng chảy và loại bỏ những viên đá gồ ghề ngăn cản con phát triển. Cha là Chúa của sự phong phú, của những ai ban phước, chia sẻ, cho đi. Cha nuôi dưỡng con và nhân lên những phước lành cha ban cho con để con không thiếu thốn gì. Cha thấy cuộc sống này khó khăn như thế nào, cha biết gánh nặng của thế giới này nặng nề ra sao. Cha lấp đầy trái tim con bằng những lời đức tin, hy vọng và tình yêu không chỉ là những lời nói đẹp đẽ mà là những lời của sự sống đời đời. Nếu con giữ chúng trong trái tim và tâm trí, nhiều chiến thắng đang chờ đợi con. Con không có gì phải sợ, không thiếu thốn gì trong cuộc sống của con cũng như trong cuộc sống của con cháu con. Họ không thể chinh phục con. Cha đang làm cho con nhận thức rõ hơn về hoạt động siêu nhiên của cha qua linh hồn của cha. Bàn tay của cha không chỉ để trấn an mà còn để ban sức mạnh và tự chủ để đứng lên và hành động, chiến đấu và vượt qua những gì đối nghịch con. Chúng sẽ rút lui khỏi con trong sợ hãi tột cùng và sẽ không có gì khiến con co rúm trong sợ hãi. Tính cách của con mạnh mẽ nhưng chính sự hiện diện của cha làm con mạnh mẽ hơn. Cha đã ban cho con niềm vui thay cho tàn, đã ban cho con tiếng hát thay cho những gánh nặng nề và đã cho con biết lý do tại sao con ở đây. Con là quý giá nhất trong mắt cha vì con đã được chọn từ ban đầu và vì một mục đích. Do đó, con phải được củng cố bởi sự huy hoàng của cha. Cha sẽ nâng cao tinh thần của con và những làn gió của quyền năng cha sẽ thúc đẩy và nâng con lên. Hãy mạo hiểm đi bất cứ nơi nào con muốn và không quyền lực nào của kẻ thù có thể cản trở con. Cha sẽ mở mọi cánh cửa trước con. Cha đã truyền cảm hứng cho con bằng sự hiện diện của cha. Hãy hỏi và cha sẽ ban cho con. Hãy tích tụ tất cả và những điều tốt đẹp sẽ tràn ra từ cuộc sống của con ở mọi nơi con đi, trong mọi việc con làm, mọi lúc. Hãy cho đi như con đã nhận, hãy hỏi mạnh dạn như con cần và tất cả sẽ là của con. Tuy nhiên, chu kỳ ân sủng này phải được thực hiện. Cha đã quy định rằng chạy không kết thúc bằng việc nhận được, càng cho đi nhiều, con sẽ càng nhận lại nhiều. Điều này hoạt động tốt nhất khi con cho đi một cách tự do như con đã nhận được. Hãy cho đi tất cả. Càng chia sẻ những điều tốt đẹp trong thiện chí, con sẽ càng nhận lại nhiều hơn,
phát ra từ bất cứ nơi nào nó đáp xuống. Ví tiền cha đặt trong tay con luôn mở rộng, hãy tiêu nó và tiêu lại lần nữa, ở mọi góc đường, bất cứ nơi nào con tìm thấy người nghèo, người lạc lối, người khốn khổ, người đói, người khác, người vô gia cư. Đừng hỏi để đáp ứng nhu cầu của họ, mà hãy hỏi vì lợi ích của họ, lợi ích của cả thế giới, và con sẽ được cho biết rằng tất cả các mối quan hệ của nhân loại và tất cả các nhu cầu cơ bản đều là của con để trao cho bất kỳ ai con thấy vì bất kỳ lý do gì, hôm nay, ngày mai, luôn luôn. Mục đích của cha là ban phước cho con, nhưng nghe này, đừng tập trung vào bạc và vàng. Thay vào đó, hãy nghĩ đến những gì tồn tại mãi mãi, về thời gian vô tận. Nếu con thực sự tìm kiếm cha, con sẽ tìm thấy cha. Cha sẽ tự hiện diện cho con. Hãy chờ đợi vào lời cha, đắm mình vào chiều sâu của nó. Nhìn xem, với mỗi phép lạ được ghi lại, đều có một người tin tưởng nhạy cảm, mà tầm vóc không quan trọng. Những người đã cảm ơn cha vì những món quà họ không thể thấy trước mắt, lòng biết ơn của họ đối với những món quà đó đã sinh ra và nở hoa cho đức tin của họ. Họ đã đi trên biển hoặc vượt qua nó, vượt qua các cánh đồng quân đội, chịu đựng những thử thách không ai có thể chịu đựng được nếu không có cùng loại tinh thần đó tồn tại trong con cho đến ngày nay. Với cha, con sẽ tìm thấy tình yêu, sự tha thứ, sự chữa lành, sự cứu rỗi, sự khôn ngoan, kiên nhẫn, bình an và trên hết là sự hiểu biết. Cha có tương lai của con trong tay, câu trả lời của con, lối thoát của con, giải pháp của con. Hãy đến gần cha, hãy lại gần cha, cha muốn biết con nhiều hơn, cha muốn con trải nghiệm sự thật của cha, trải nghiệm sức mạnh của cha. Cha muốn con trở thành kênh dẫn và mang vương quốc của cha đến trái tim con, nhà của con. Cha yêu con và con đón nhận cha, con lắng nghe cha và con chờ đợi cha khi cha nói trong im lặng. Sau đó, con cầu nguyện và con nói, con trút bầu tâm sự. Vì vậy, hãy cầu nguyện theo cách này và lời cầu nguyện của con sẽ được nghe thấy và cha sẽ vui mừng. Hãy yêu cầu những gì con muốn. Nó sẽ được ban cho con. Hãy chắc chắn về điều này, nếu tất cả những gì con yêu cầu ở cha đều thuần khiết, không bị ô nhiễm và tập trung vào những điều tốt đẹp về mặt tâm linh, thì khi con trưởng thành, mọi việc của con cũng sẽ tốt đẹp. Cha ban phước cho con và gia đình của con như cha đã làm từ trước đến nay, ban cho con nhiều bằng chứng về tình yêu của cha. Cha cũng ban cho con sự kiên nhẫn để chờ đợi những phép lạ hiện đang được thực hiện. Hãy chuẩn bị cho những điều có vẻ không lường trước. Mặc lấy những bộ quần áo sạch sẽ của hy vọng và cha sẽ gửi một thiên sứ với thông điệp về sự bình an hoàn hảo và niềm vui lớn. Rồi con sẽ biết rằng cha không bao giờ nói dối và cha không do dự ban phước cho con mỗi khi cha cảm thấy lòng mình được xúc động. Thế giới có thể quay lệch và con có thể đã bị cuốn vào nó, nhưng bây giờ cha ngồi bên cạnh con luôn luôn. Bởi vì con đã chấp nhận lời của cha, con đã theo sự dẫn dắt của cha, con đã lắng nghe những bài học của cha và con trân trọng chúng mỗi ngày. Khi mặt trời bị che khuất bởi những đám mây, ánh sáng của vinh quang của cha vẫn chiếu sáng trong con. Những ai tập trung vào của cải thế gian và những cái xấu có thể nhìn thấy sẽ làm tối đền thờ bên trong của họ bằng sự mê tín và lo lắng, làm mở mắt tâm linh của họ và lạc lối. Họ có thể bắt đầu cuộc hành trình vào buổi sáng với mục đích tốt nhưng sẽ sa ngã vì bắt đầu tin tưởng vào những lời hứa dễ hư hỏng, vào tình bạn tạm thời và ý kiến của người khác thay vì tập trung vào những ảnh hưởng tiêu cực. Hãy nuôi dưỡng tử cung của tâm hồn và tâm trí của con bằng lời thánh của cha, lời chữa lành, xây dựng, củng cố và duy trì. Tất cả những lời hứa của cha đều neo đậu trong tình yêu vĩnh cửu này. Tâm trí của cha đã quyết định, tập trung vào điều này, cha muốn con được khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là ý muốn của cha rằng gia đình của con được tự do khỏi mọi loại nô lệ. Rằng họ được đầy sức sống và có công việc ý nghĩa để làm.
để họ sẽ phát triển mạnh và con sẽ thành công với ước mơ và mong muốn của mình. Rồi vào ngày đó, con sẽ nhận được chiếc cúp của đức tin trong tay. Con có thể nghĩ rằng mình khiêm tốn và ít tham vọng, nhưng hãy biết rằng cha đang cố gắng chỉ cho con thấy điều gì đó to lớn, và cha đang trao cho con và gia đình con một sứ mệnh rất lớn. Con sẽ đứng với đầu ngẩng cao và con sẽ kể cho người khác nghe về tin mừng của Chúa của con, tình yêu vĩ đại của cha và sự tha thứ được ban cho mọi người đến với cha với trái tim ăn năn, sẵn sàng được biến đổi. Cha có thể thấy ngọn lửa cha đã đốt cháy trong linh hồn con khi con quyết định tìm kiếm cha. Con đã chọn mang lời của cha và ôm ấp một mục đích mới. Cha ở đây, hãy tiếp tục lắng nghe giọng nói của cha. Cha sẽ dẫn dắt con đến đồng cỏ khác, tiến tới nhiều cánh đồng phước lành hơn. Cha là cha của con, nhìn con vào ban đêm, dõi theo con vào ban ngày. Cha là người hướng dẫn của con. Con sẽ không vấp ngã, không có gì sẽ làm hại con. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường chính trực. Con sẽ nhìn thẳng phía trước, không còn ngoái nhìn lại sau. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.